Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng bóng đá. Kính thưa quý vị, Sài Gòn FC là đội bóng đã bị rớt hạng ở mùa giải năm ngoái. Cả người trong cuộc và các cổ động viên trung thành nhất cũng đã đều không thể vơi nỗi buồn trong ngày đội bóng phải chia tay V-League. Năm nay, cho đến gần ngày đăng ký suất thi đấu ở giải hạng nhất thì người ta vẫn thấp thỏm chờ xem cái tên Sài Gòn FC có xuất hiện trong danh sách các đội tham dự hay không là bởi ở trận đấu cuối cùng ở V-League 2022, Sài Gòn FC đã cử người đến tận sân để đưa giấy thanh lý hợp đồng cho các cầu thủ và huấn luyện viên. Giờ thì làm gì còn ai ở đội bóng nữa mà đá. Rồi cái sự thấp thỏm của các cổ động viên ấy đã được nhen nhóm trở lại khi mà VPF thông báo là Sài Gòn FC vẫn giữ suất thi đấu mà chưa bỏ cuộc. Thế nhưng chuyện ngạc nhiên hơn là đội bóng này bây giờ giống kiểu hồn chương ba ra hàng thịt vậy. Hôm qua là ngày mà VPF đã tiến hành bốc thăm giải hạng nhất vào Cúp Quốc gia 2023. Sài Gòn FC đã thông báo là đăng ký thi đấu với tên Sài Gòn và thi đấu ở trên sân nhà Đà Lạt, tức là tên thì vẫn là Sài Gòn nhưng lại lấy sân nhà là sân Đà Lạt của đội Lâm Đồng, một đội bóng ở giải hạng nhì ở ngoài chuyên nghiệp. Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chuyện đội bóng đổi tên phải có trước 60 ngày. Cụ thể là quy chế nêu rằng hồ sơ chuyển đổi câu lạc bộ bóng đá ngoài chuyên nghiệp thành câu lạc bộ chuyên nghiệp thì phải được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phê duyệt ít nhất 60 ngày trước ngày khai mạc giải. Trường hợp của Sài Gòn FC có thể hiểu là đội bóng này khả năng chuyển giao suất hạng nhất 2023 cho đội bóng Lâm Đồng. Nhưng Sài Gòn FC chưa thể đổi tên khác cho nên giữ giải hạng nhất với tên cũ. Bởi Sài Gòn FC không có quân lẫn huấn luyện viên sau khi rớt hạng mà chỉ có suất chơi giải hạng nhất 2023 hiện chuyện của Sài Gòn FC vẫn chưa thể xác định là liệu có chuyển giao suất cho Lâm Đồng hay chưa. Hôm 14 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh về việc Tập đoàn Phương Trang sẽ nhận chuyển giao và tài trợ Sài Gòn FC về để thi đấu cho tỉnh Lâm Đồng. Nhưng sự việc này có thành sự thật hay chưa thì vẫn còn đang bỏ ngỏ. Câu chuyện này thực sự khiến cho làng bóng đá Việt Nam xôn xao bởi nghe nó cứ kỳ kỳ và có không ít ý kiến nhận xét là độc lạ bóng đá Việt Nam. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi bổ sung 2023 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có những quy định như sau: đăng ký sân vận động trong cùng tỉnh thành phố với văn phòng của bên chuyển giao, trường hợp sân vận động không trong cùng tỉnh và thành phố với văn phòng của bên chuyển giao thì bên nhận chuyển giao phải có văn bản nêu rõ lý do gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét và quyết định. Trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp phải có ít nhất 11 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá ngoài chuyên nghiệp được chuyển đổi đã tham dự chính thức giải gần nhất của hạng đó do đơn vị tổ chức giải tổ chức. Hồ sơ chuyển đổi câu lạc bộ bóng đá ngoài chuyên nghiệp thành câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp phải được gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam phê duyệt ít nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc giải. Dựa vào những quy định kể trên thì Sài Gòn FC công khai chuyển giao cho câu lạc bộ Lâm Đồng có lẽ là chưa phù hợp, kể cả việc đổi tên cũng gặp bất cập khi mà thời gian diễn ra giải hạng nhất là diễn ra vào tháng 4. Tất cả là lý do để cho Sài Gòn FC đá giải hạng nhất 2023 với tên Sài Gòn và sân nhà là Đà Lạt. Chuyện cần làm rõ là cái tên câu lạc bộ Sài Gòn không phải là tiền thân của một đội bóng vang bóng một thời là câu lạc bộ Cảng Sài Gòn. Sài Gòn FC có gốc gác là câu lạc bộ Hà Nội, đứa em của câu lạc bộ Hà Nội TNT mà bây giờ có tên gọi là Hà Nội FC. Số phận của câu lạc bộ Sài Gòn thuộc diện độc lạ nhất ở bóng đá Việt Nam. Ban đầu, Sài Gòn FC đá hạng nhất với tên là câu lạc bộ Hà Nội và giành xuất lên hạng ở mùa bóng 2012. Như kể trên, đội bóng này chung chủ sở hữu với câu lạc bộ Hà Nội TNT, cho nên câu lạc bộ Đồng Nai được xuất lên V-League 2013. Đây là câu chuyện lạ lùng khi bóng đá Việt Nam để hai câu lạc bộ chơi chuyên nghiệp cùng chủ sở hữu, về bản chất gọi đúng thời điểm đó là đội A và đội B của Bầu Hiển. Năm 2016, câu lạc bộ Hà Nội lên chơi V-League và chuyển hộ khẩu vào thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng thủ đô lấy tên là câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Trong 6 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC có 5 đời chủ tịch khác nhau và rất hạng khi mà xếp bét bảng ở V-League 2022. Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC lên Tây Nguyên khi đăng ký tên câu lạc bộ là Sài Gòn và thi đấu ở trên sân nhà Đà Lạt của Lâm Đồng ở mùa bóng 2023. Nếu như không có gì bất ngờ thì Sài Gòn FC sẽ thay tên đổi họ trong tương lai. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam quả thực là lạ lùng. Một đội bóng có tên câu lạc bộ là Hà Nội chuyển thành đội Sài Gòn và bây giờ thì lại lấy tên Sài Gòn nhưng đá ở Lâm Đồng. Nhưng câu chuyện này không phải bây giờ mới xảy ra ở sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam bởi trong quá khứ nó từng diễn ra liên tục Câu lạc bộ Quân khu 4 ở Nghệ An được chuyển giao cho câu lạc bộ Navibank Sài Gòn sau mùa bóng 2009. Đội bóng này chuyển hộ khẩu vào thành phố Hồ Chí Minh thi đấu ở V-League 2010 và câu lạc bộ Navibank Sài Gòn giải thể sau 3 mùa bóng. Bầu Thụy mua suất tham dự giải hạng nhất 2011 của câu lạc bộ Hòa Phát VNV và chuyển hộ khẩu vào thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi là Sài Gòn Xuân Thành vào năm 2010. Câu lạc bộ Sài Gòn Xuân Thành đã giải thể ở giai đoạn cuối của V-League 2013. Và cũng ở thời điểm kể trên, câu lạc bộ Xi măng Visem Hải Phòng mua suất của câu lạc bộ Khatoko Khánh Hòa để đá V-League 2013. Rõ ràng kết thúc mùa giải, Hải Phòng xếp thứ 14 và phải xuống hạng, còn Khánh Hòa thì đã trụ hạng với vị trí thứ 12 Trung cuộc nhưng thật độc lạ là cái tên câu lạc bộ xi măng Hải Phòng vẫn tiếp tục tồn tại ở V-League 2013, còn Khatoko Khánh Hòa thì lại biến mất. Câu chuyện hài hước ở đây là câu lạc bộ Hải Phòng rớt hạng vào năm 2012, sau đó lại được tiếp tục chơi ở V-League 2013 với suất mua lại từ một đội bóng khác. Đúng là đội bóng đất cảng đã quen với sóng nước rồi cho nên họ khó bị chìm lắm. Rớt hạng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần có tiền là lại tiếp tục có suất chơi ở mùa sau. Về chuyện chuyển giao thì ông Đỗ Quang Hiển hay còn gọi là Bầu Hiển đứng đầu bóng đá Việt Nam luôn. Ông Hiển không chỉ nổi tiếng với tranh cãi việc một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng mà còn có cả hành trình làm bóng đá độc lạ ở sân chơi chuyên nghiệp. Hành trình của câu lạc bộ Sài Gòn như đã nói ở đoạn trước video này là một ví dụ điển hình. Bầu Hiển cũng từng đến sân thống nhất xem Sài Gòn FC thi đấu, có thời điểm còn thưởng nóng cho đội bóng. Năm 2020, Bầu Hiển chuyển giao Sài Gòn FC cho chủ sở hữu khác đội bóng này còn tiếp tục có một cuộc đổi chủ vào năm ngoái nữa. Đến nay thì số phận của câu lạc bộ Sài Gòn có thêm phần lịch sử mới là thi đấu ở giải hạng nhất 2023 kèm theo sân nhà đăng ký là sân Đà Lạt của Lâm Đồng. Năm 2019, đội trẻ Hà Nội được chuyển giao cho Hà Tĩnh. Một năm sau, đội U21 Hà Nội tiếp tục cuộc chuyển giao cho câu lạc bộ Phú Thọ, đội bóng được thành lập vào năm 2019. Ngay chuyển giao đội trẻ Hà Nội cho Phú Thọ thì ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng góp mặt Ngoài các đội bóng kể trên, bầu hiển được cho là liên quan đến các câu lạc bộ gồm có Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông bầu Hà Thành từng thưởng nóng cho câu lạc bộ Đà Nẵng hay là thưởng to khi mà câu lạc bộ Quảng Nam vô địch V-League 2017. Bóng đá Việt Nam tồn tại nghịch lý chuyển giao bán suất mua suất phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp và xây nhà từ nóc. Bởi một địa phương chẳng cần phải làm bóng đá trẻ, không cần phải phát triển từ gốc lên để chơi chuyên nghiệp nhờ vào năng lực mà chỉ cần có tiền để mua suất thì được chơi. Ví dụ như Sài Gòn FC bỗng dưng xuất hiện ở tại V-League 2016 dù phần gốc tồn tại ở Hà Nội. Nói ví von thì đó là hồn chương ba ra hàng thịt. Thế thì sân chơi chuyên nghiệp làm sao mà chất lượng được bởi đội bóng góp mặt ở đây là bằng tiền chứ đâu phải bằng năng lực. Lực lượng của đội Lâm Đồng đang đá giải hạng nhì sẽ lên giải hạng nhất với tên là Sài Gòn. Bởi đội Sài Gòn chỉ còn cái tên và không còn cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Sài Gòn FC đã thanh lý tất cả các cầu thủ sau khi rớt hạng ở mùa bóng 2022. Trong thời gian tới, khả năng cao đội Sài Gòn FC sẽ đổi tên thành Lâm Đồng FC. Hệ lụy của việc bán suất mua suất ở bóng đá Việt Nam như đã nêu là vô cùng lớn. Hậu quả lớn hơn là khiến cho bóng đá chuyên nghiệp không có tính bền vững. Ví dụ như mùa bóng 2013, sau khi Hải Phòng mua suất của Khánh Hòa thì V-League đang từ 14 đội thì còn 12 đội. Hạng nhất cũng đã mất đi một đội bóng rất hạng là Hải Phòng. Trường hợp của Sài Gòn FC khiến cho giải hạng nhì khả năng lớn là sẽ mất đi đội Lâm Đồng. Làm gì có sân chơi chuyên nghiệp nào giống như bóng đá Việt Nam? Đội bóng không cần phải đá lên hạng mà chỉ cần có tiền mua suất là xong. Hay là rớt hạng thì chỉ cần bỏ tiền ra để mua suất tiếp tục chơi như chưa hề xuống hạng vậy. Ông Cao Văn Chóng, cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã từng nói về chuyện của câu lạc bộ Sài Gòn rằng địa phương muốn có phong trào bóng đá phát triển thì phải làm căn cơ từ gốc chứ không phải là đi tắt phần ngọn như vậy. Chúng ta thấy rằng một đội bóng không xây từ gốc thì xảy ra chuyện bỏ ngang. Họ không có quy trình nuôi các tuyến trẻ hay cơ sở vật chất, tức là làm theo tư duy ăn sổi. Bóng đá Việt Nam luôn nói về chủ trương để hướng đến World Cup 2026 hay là 2030, nhưng xương sống là sân chơi chuyên nghiệp được xây theo kiểu chuyển giao, đặc cách, tức là không đủ tiêu chí vẫn lên chơi chuyên nghiệp. Hậu quả là suốt 23 năm mang danh là chuyên nghiệp thì vẫn trong vòng luẩn quẩn, có đội bỏ giải, có đội nghỉ ngang và bán suất. Điển hình là trong 2 năm qua, có Quảng Ninh thì bỏ V-League 2022, Cần Thơ thì bỏ giải hạng nhất 2023, còn Sài Gòn FC thì tham dự giải nhưng lại lên lâm đồng để đá. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vòng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.